ở nơi anh, tôi đã thấy trên ngọn núi có hai người, chỉ có hai người yêu nhau. Họ đã sống không mùa đông, không mùa nắng, chỉ có một người, chỉ có một người yêu nhau. Một mái chân đường, một nhà xa yên vui. Ở nơi anh, họ đang sống cuộc sống yên bình. Anh nghèo cũng có cây đàn cha đi. Khi xuân lên và rơi giấy đàn đã Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.